Xin chào các bạn nhé, đây là chiếc máy giặt Enex Unox các bạn nhé. Đây nó đang bị kẹt khóa cửa nhé. Đây mình không cậy được này. Thì để xử lý nhanh, để mình trước khi thay thế thì mình sẽ tắt máy đi. Mình sẽ với trường hợp cái khóa không thể mở được ra rồi, chúng ta nhục điện không thể mở được ra, thì chúng ta sẽ kéo cái nút cái chốt khẩn cấp mà rồi chúng ta giật ra xuống cái chốt đỏ, chúng ta giật ra xuống à, chúng ta giật được sẽ cửa sẽ mở được ra. Cửa mở ra rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tháo khóa ra. Tháo cái chốt ra, chúng ta sẽ kéo cái khóa về bên trong một tí. Chúng ta sẽ nâng được khóa ra. Đây là được khóa nắp, nó có cái chốt cài này, chúng ta ấn nó xuống. Như vậy đã rút được khóa ra nha. Và đây là cái chốt đỏ, nó nằm ở dưới cái chỗ van xả thải. Chúng ta trường hợp khẩn cấp khóa bị hỏng thì chúng ta sẽ giật cái dây này, khóa sẽ tự động mở ra. Đây chiếc khóa hỏng rồi, không có cách nào khác, chúng ta chỉ có thay thế khóa mới, khóa mới. Đây là cái khóa công tắc cửa mới chính hãng của Enetronac các bạn nhé. Trước khi đi vào thay thế cho cái công tắc cửa hư ở cái máy này, thì mình sẽ giới thiệu cho các qua cho các bạn cái tác dụng của và nguyên lý hoạt động của công tắc cửa này các bạn nhé. Đây là cái loại công tắc cửa này. Nhìn nó nhỏ bé thế này thôi nhưng nó tác dụng nó cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Không có cái này thì máy coi như là không mở được cửa, hoặc là nó cũng sẽ nằm và máy không thể hoạt động được. Đây là cái nguyên lý của nó là khi các bạn đóng cửa vào nhé, khi các bạn đóng cửa vào thì cái chốt hãm ở trên cái cánh cửa nó sẽ gắn chặt vào cái khe vuông này và giữ chặt làm cho cửa không thể mở được. Khe vuông này, khi chúng ta ấn nút start, nút khởi động thì điện áp sẽ cấp cho cái điện trở nhiệt ở bên trong cái công tắc này đối với cuộn dây của dơ ne và làm nóng thanh kim loại ở bên trong cái khu này nha. Tại vì mình không tháo ra bên trong công tắc cửa này và thanh kim loại nó sẽ giãn nở và nó cong lên nối với các hệ thống điện còn lại của máy giặt, nó sẽ thành một hệ khép kín và máy sẽ bắt đầu sẽ hoạt động được. Và khi chúng ta giặt xong, nha, thì bộ vi xử lý sẽ đóng dơ ne bên trong cái công tắc cửa này, nói sắt ở bên trong cuộn dây của dơ ne sẽ bị dịch chuyển, sẽ làm cho bánh xe ở bên trong quay theo chiều kim đồng hồ. Chính sự di chuyển này sẽ làm cho cái chốt hãm màu đỏ này sẽ bị kéo xuống và chúng ta sẽ mở được cái công tắc cửa ra nhé các bạn nhé.
Cái này chúng ta tháo ra chúng ta có thể sửa lại được, nhưng sửa thì nó sẽ không đảm bảo nha. Tốt nhất chúng ta sẽ thay cái mới, nó chỉ khoảng vài trăm nghìn thôi, cái chính hãng thì cho đảm bảo thì chúng ta có thể tự tự thay được bạn nha. Vậy vừa rồi mình đã giới thiệu nguyên lý hoạt động của khóa này rồi nhá, thì mình sẽ bắt đầu thay thế. Để thay thế chúng ta rút dẫn điện ra, sẽ cắm vào khóa mới này. Tiếp theo chúng ta sẽ rút vào cái vỏ nhựa này nhé các bạn nhé. Tháo ra thế nào thì đút vào thế thôi. Thay thế nó chỉ rất nhanh gọn thôi. Thế nó chỉ mất mấy phút thôi, thay tốt nhất là thay cái mới nó sẽ đảm bảo. Đây là cái chốt đỏ, mình vừa quên chưa đút cái chốt đỏ xuống. Chốt đỏ ở cái khóa cũ mà ra. Chỗ này là chốt để dùng cái trường hợp khóa bị hỏng thì chúng ta sẽ giật. Đây, mình sẽ lắp vào khóa mới. Chúng ta sẽ giật như thế này và chốt khóa nó sẽ mở ra. Vậy là chúng ta sẽ luồn nốt cái chốt đỏ nó xuống cái chỗ hộp để van xả đáy là ok. Luôn cái này nó hơi khó các bạn này. Để thuận tiện cho sau này chúng ta bắt buộc phải luồn nhé. Đây, cái đây là cái chốt đỏ này. Đây, cái chốt đỏ này. Chúng ta khóa bị hỏng, chúng ta có giật cái chốt này xuống thì công tắc cửa sẽ tự động mở ra. Giờ mình sẽ lắp lại nhé. Nắm lại dòng cửa này ok.
lắp trong cửa các bạn có kìm mở gioăng này thì sẽ rất nhàn nhé. Nếu không thì sẽ phải kẹp hai cái kìm vào thì rất là vất vả. Vậy đã ok nhá, giờ chúng ta có thể mở ra cửa vào thoải mái các bạn nhé. Và mở rất chắc chắn. Đây là quả cái quả hỏng rồi, nó vứt đi. Video mình ở đây xin được kết thúc nhá. Xin chào các bạn.